nên là em vẫn tiếp tục là kỳ vọng đây sẽ là một vùng BTC sẽ để mà cho anh coi nó đuổi theo hoa anh em. Chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh channel Black Mamba thì mình là Proxima thì sáng hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với chạc Crypto Total Market Cap nha anh em Để không bỏ lỡ video nào và để cập nhật những video sớm nhất thì anh em hãy nhanh tay đăng ký kênh youtube của Black Mamba Venture nhé Thì ngày hôm qua, đêm ngày hôm qua đó là một đêm khá là tốt, rất là đẹp đối với anh em RIPTO khi mà đã có một cú rất ao khá là tốt ở trên chạc project total tổng vốn hóa của thị trường thì đây tiếp tục là một cái xu hướng dòng vốn chảy vào thị trường. Dài hạn khi mà nó reach được cái đỉnh 2.5 này và đây sẽ là tiếp tục là dòng vốn vào thị trường nha anh em. Thì trước mắt chúng ta sẽ có được hai cái target để mà về dòng vốn nhé, đó là đầu tiên nó là vùng 3.2 và thứ hai đó là vùng, vùng 4.0 nha anh em. Thì hai cái vùng này nó sẽ có phản ứng, theo mình là nó sẽ có phản ứng. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ kỳ vọng nó sẽ tăng lên hai cái vùng này. Ok, tại vì uh, như anh em cũng có thể thấy là ở trên đây chúng ta đã có một cái chạc mà khi mà nó drag out khỏi cái đỉnh cũ rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục xu hướng tăng dài hạn nha anh em. Là tăng ở trên các khung lớn ấy. Đấy thì uh, đây là một xu hướng rất là tốt và chúng ta ở thời điểm hiện tại chúng ta vẫn nên hold hôn tiếp tục nếu anh em đang giữ BTC thì tiếp tục hôn BTC nếu anh em đang giữ anh thì chúng ta sẽ tiếp tục giữ anh coi anh em khi mà trong đêm ngày hôm qua có thể anh em có thể thấy là có một số con anh mà nó tăng 10 20 phần trăm hoặc là những con coi rác ví dụ như con mấy con coi rác như thế này này thì nó tăng rất là khỏe là tại vì sao khi mà có nó cũng đang đợi thôi nó thì thực ra những chủ dán của những con những coi mà bé bé vốn bé thì cũng đang đợi là BTC rất ao rồi thủ thụ rất ao để mà có một luồng tiền vào thị trường để mà đẩy giá lên để mà tạo tiếng vang cho dự án của mình thôi rồi ở trên khung nhỏ khung H4 thì chúng ta đang thấy là nó đã rác lên trên phần khu vực trên uh, line tăng tăng uh, khu vực trên line tăng sideways trong dạo gần đây thì có thể là đây đã là một cú bắt test rồi và đối với mình đó thì đây có thể là một cú tăng thẳng luôn nha anh em, tại vì trong tuần qua rất là nhiều tin tốt khi mà một số một số chủ quỹ đầu tư mainstream ở trên các uh, các quỹ đầu tư lớn ở bên mỹ ấy họ đã đã bắt đầu lên tiếng về crypto là đây là một uh, kênh đầu tư chú ẩn của họ ở trong cái uh, khủng hoảng covid lần này nên là có lẽ ở đây sẽ là một cái dòng tiền đổ vào rất là nhiều anh em. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chạc BTC Dominant. Thì BTC Dominant thì tối ngày hôm qua, đây, tối ngày hôm qua nó đã có một cú cool breakout rất là mạnh luôn, rất là mạnh khi mà hai nến đỏ liên tiếp cho tới thời điểm hiện tại ở trên chạc của mình đang thấy ở đây. Thì đây là hai nến đỏ rất mạnh nếu nói đúng thì nó là, ba nến đỏ và nến đỏ tiếp theo nó luôn luôn dài hơn nến đỏ trước đó thì đây là một cái xu hướng rất là mạnh khi mà nó nó nó, gia tăng lực nến đấy là dòng tiền thay vì đổ vào BTC nhé thì dòng tiền đang bắt đầu đổ vào anh coi trở lại rồi và như anh em có thể thấy là chúng ta đang cái bụng phản ứng nó là vùng 2.618 nó có chênh lệch một tí nhưng mà cũng khá là ok và ở thời điểm hiện tại ấy, chúng ta vẫn đang cần một cái đó là cái trên line này này. Cái trên line của xu hướng của xu hướng tăng này ấy. Thì có thể là đây sẽ là một cái vùng mà nó bắt test về. Trước mắt thì mình sẽ kỳ vọng nó bắt test về vùng 44% này. 44% nhé. Còn nếu mà BTC Dominant này nó rót được cái trên này, cái trên tăng của từ ngày 10 tháng 10 tháng 10 tháng 9 đó anh em. Ngày 10 tháng 9 tới bây giờ cái cái xu hướng tăng này thì nếu mà nó rắc được ấy, thì chúng ta sẽ có một cái xu hướng tiếp tục là đau trên. Tiếp tục. Còn ở thời điểm hiện tại thì mình vẫn đang kỳ vọng trước mắt thôi nha, trước mắt thì mình cần thấy nó về cái mức giá là 40 cần thấy nó về lại cái cái vùng 44% này này. 44 cho tới 45%. Có thể là khi nó về lại vùng này nó sẽ bật lên và nó sẽ quay nó bắt test trong cái vùng tam giác này. Còn nếu mà vùng vùng này mà nó ok thì nó sẽ rack. Thì trường hợp rack thì nó đã rất là tốt rồi chứ không phải là không. Trường hợp mà đường đường dominant này nó rack ấy, thì trường hợp đó là rất là tốt rồi, chúng ta không không cần cần phải bàn nữa tại vì hiện tại nếu mà anh em nào theo kèo em ấy thì đang ôm anh khôi rất là nhiều. Thì Dominant rớt thì chúng ta cứ ôm thôi. Còn về ngắn hạn thì chúng ta sẽ cần thấy nó về lại vùng 44% nha anh em. Đây sẽ là một vùng rất là quan trọng. Nếu mà rách được vùng 44% này có thể em sẽ tiếp tục swing xuống các vùng sâu hơn ở phía dưới. Tại vì có thể nếu mà rách được cái vùng 44% này ấy thì đây có thể là một cái sóng sóng một cái sóng năm mở rộng của cái BTC dominant này khi mà nó nó bắt test nó cái sóng cái sóng xuống này này cái sóng xuống nằm sóng nằm nhỏ phía trước này này nó rất là bé và nó không đủ lực nó không đủ lực gần như nó không đủ lực để rách cái, cái cái cái, đáy trước đó thì đây có thể là sóng 12 của sóng năm tiếp theo anh em sóng 12 của sóng năm tiếp theo và đây sẽ là một sóng đạp rất là sâu ấy có thể là về vùng trước mắt là nếu trước mắt là crack được cái vùng 44 nhé nếu crack được vùng 44 thì nó sẽ về rất sâu nha anh em theo Fibo sẽ về rất là sâu ấy nhưng mà trước mắt thì em vẫn nói lại đó là trước mắt thì chúng ta vẫn cần vùng BTC dominant về lại vùng 44% đây sẽ là vùng phản ứng đối với em đây sẽ là vùng phản ứng tiếp theo thì có thể là nó sẽ bật lên nó sẽ bật lên và sai tiếp tục trong tâm giác để mà lựa xu hướng còn không ấy nếu mà đây thực sự một cú trên ấy tại vì theo em thì đây vẫn tiếp tục là dòng tiền chảy vào thì nó sẽ như anh em có thể xem những video của anh khác ấy thì nó sẽ là dòng tiền đổ vào BTC trước sau đó nó sẽ vào Ethereum sau khi vào Ethereum nó sẽ chảy trong hệ sinh thái Ethereum xong rồi nó sẽ chảy vào các các hệ sinh thái khác các hệ sinh thái nhỏ hơn và tiếp tục là dòng chảy của dòng tiền anh em đấy rồi thì đó là phân tích đây là kỳ vọng của em ở trong khoảng có thể là trong vài ngày tiếp theo thôi tại vì sống sống rớt sống 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 đau ấy sống đau thì nó luôn luôn mạnh hơn sống ấp anh em xu hướng sống đau thì luôn luôn mạnh hơn xuống sống ấp nên là mình vẫn kỳ vọng là nó sẽ đi rất là nhanh có thể là trong trong vòng khoảng một tuần tiếp theo thôi nó sẽ về lại vùng 44 phần trăm anh em rồi tiếp theo chúng ta sẽ tới cái chạc USDT dominant thì USDT dominant thì nó vẫn đang trong vòng 3 ngày hôm nay nó vẫn đang là lên lên xuống như em kỳ vọng thôi và nó vẫn đang xuống khá là tốt nó vẫn đang xuống khá là tốt cho thấy là dòng tiền vào thị trường rất là khỏe và rất là lành mạnh và thời điểm hiện tại em vẫn chưa thấy một tín hiệu về phân kỳ nào ở đây cả nên là chúng ta vẫn nên tiếp tục kỳ vọng ha anh em kỳ vọng là thị trường sẽ tiếp tục xanh ở trong tương lai Ờ, cuối cùng chúng ta sẽ tới cái chặt btc dominant ủa trạng btc btc usdt thì đây như anh em có thể thấy thì nến ngày hùng hôm... cái nến vừa đóng cái nến đóng của ngày hôm qua mới đóng lúc 7 giờ sáng ngày hôm nay thì đã rack out lên được vùng đỉnh rồi nó đã đóng trên vùng đỉnh thì đối với em đây là một tín hiệu rack out nha anh em gần như đây là một tín hiệu rất out rồi khoảng 80 phần trăm rồi và có thể là nó sẽ bắt test về lại vùng 64 một lần nữa sau đó tiếp tục là sẽ tăng lên khi mà dominant ở thời điểm hiện tại như anh em có thể thấy như hồi nãy em phân tích là đang rớt thì có thể là BTC nó sẽ sẽ quay ở vùng này một ít để mà cho anh coi nó bắt đầu nó phục hồi trở lại cho anh coi nó bắt đầu nó phục hồi trở lại và anh coi nó đuổi theo BTC ha anh em thì thì anh coi nó sẽ tại vì anh coi thường là vốn nó sẽ thấp hơn btc nên là cái tỷ lệ ăn lời của anh coi nó sẽ cao hơn btc rất là nhiều nên là em vẫn tiếp tục là kỳ vọng đây sẽ là một vùng btc sẽ quay để mà cho anh coi nó đuổi theo hoa anh em rồi cảm ơn anh em đã xem hết video của mình nhé thì uh, Chúc anh em một ngày giao dịch thành công. Nếu anh em thích thì like, share video nếu mà không thích hoặc là có ý kiến vì để tham khảo thêm thì có thể comment ở phía bên dưới Rồi, anh em nhớ đăng ký subscribe kênh để mà đón xem những video tiếp theo của Black Mamba nha anh em cảm ơn anh em